Hãy mở mắt ra và đón nhận những điều mới lạ. Wings, chúng tôi là những công chúa phép thuật. Nếu bạn nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ bay qua không gian và thời gian và cùng nhau chiến thắng vinh quang. Wings, hãy nở nụ cười, bạn sẽ thắp sáng cả thế giới của chúng ta. Cùng nhau chúng ta bay lên bầu trời ngập tràn ánh trăng. Hãy mở mắt ra và đón nhận những điều mới lạ. Wings, chúng tôi là những công chúa phép thuật. Đêm nay là đêm phép thuật diệu kỳ, bầu trời sáng lấp lánh, những cuộc phiêu lưu mới đang mời gọi. Hãy tham gia nhóm Wings, đừng do dự, chúng ta có thể cưỡi mây, mang lại màu sắc cho thế giới này bằng trí tưởng tượng. Wings sẽ tồn tại mãi mãi. Wings, chúng tôi là những công chúa phép thuật. Nếu bạn nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ bay qua không gian và thời gian và cùng nhau chiến thắng vinh quang. Wings, hãy nở nụ cười, bạn sẽ thắp sáng cả thế giới của chúng ta. Cùng nhau chúng ta bay lên bầu trời ngập tràn ánh trăng. Wings, bạn là Wings, công chúa phép thuật. Tỏa sáng giữa thiên hà chính là bạn, Wings, công chúa phép thuật. Ánh sáng huyền bí của lửa là biểu tượng của Wings. Wings, công chúa phép thuật. Trong tập phim trước, một thảm họa đã xảy ra với Bloom và các người hùng. Nhóm Trish tấn công và Sky bị thương nặng. Techna thất vọng khi Timmy để cho bọn chúng bỏ đi cùng với mảnh Codex. Bloom đã đánh thức năng lượng tiềm ẩn mới của mình để cứu sống Sky. Tập 11. Tập phim Cuộc đua với thời gian. Trong phần thực hành này, các em phải mở được ổ khóa bằng phép thuật. Chìa khóa để thực hành kỹ thuật này hiệu quả chính là phát âm đúng. Ví dụ, một câu thần chú đơn giản đọc là Expedio Catenam. Hãy nhớ nhé. Bloom, em muốn thử không? Chắc chắn ạ. Expedio Catenam. Làm tốt lắm. Giờ hãy chú ý chuyện gì xảy ra khi thầy đọc sai nhé. Expedio Catus. Các em hiểu chưa nào? Trong phần thực hành này, ví dụ đó chính là đơn giản nhất. Người hùng của em, Flora. Flora, em có chú ý nghe giảng không vậy? Dạ, thưa thầy. Được rồi, đọc chính xác câu thần chú này đi. Dạ, để em. Expedio Catus. Đừng mà. Thấy chưa? Honorunam expeditum warum. Goram! Mặt trời không tốt cho làn da của bạn, nhưng ai quan tâm tới chứ? Già rám nắng đẹp mà. Mình sẽ tiếp tục làm việc chữa lành bệnh của mình. Mình muốn làm bài tập về nhà, nhưng mà mình cũng vậy, ý hay đấy. Các bạn chán quá đi. Layla, mình nói chuyện với bạn một lát được không? Được thôi. Để mình đoán nhé, là về Helia phải không? Phải đó, sao bạn viết vậy? Mình muốn nhờ bạn giúp mình. Mình nhìn thấy bạn viết tên anh ấy trên cuốn tập. Mình ước gì có thể nói chuyện với anh ấy. Sao bạn không thể chứ? Chẳng có lý do gì mà một cô gái không thể nói chuyện với chàng trai mình thích. Nếu anh ấy không có cùng cảm giác với mình thì sao? Bạn sẽ không biết được nếu bạn không hỏi. Đúng vậy, nhưng có lẽ bạn có thể giúp mình tìm hiểu suy nghĩ của anh ấy. Flora, sao bạn nghĩ mình có thể làm vậy? Mình không biết, có lẽ Chata có thể giúp. Con bé luôn biết hết mọi bí mật của mọi người. Mình không thích chuyện này lắm, nhưng để xem mình có thể làm gì. Cảm ơn Layla. Để xem nào, nghệ thuật chữa bệnh. Ôi, có vẻ chẳng có ai thèm tìm mấy cuốn sách này nhiều năm rồi. Không, không hay rồi. Cái gì vậy? Câu thần chú bù mê, thuốc độc chữa bệnh. Mình nghĩ bắt đầu từ đây thôi.
Hãy nhìn đường đi của cô ấy kìa, thưa quý vị. Không thể ngăn cản, không thể đánh bại. Mình bắt được rồi. Đi nào, Lockhead. Tiến lên. Cháu ta, có chuyện gì sao? Nhanh lên, hòa đuổi theo. Rõ rồi. Cái gì vậy? Mình nghĩ đây là lối ra khỏi mê cung này. Bạn có chắc chắn không đó? Đúng mà, yên tâm đi. Sắp bắt được rồi. Khung thành ở ngay cuối đường hầm kìa. Nhanh lên, bà ấy đang đuổi theo tụi mình đấy. Đây rồi, chuyển hướng tốt lắm. Nó ném bà ở góc 30 độ thì... Ném nè. Ôi không. Beth. Theo quy định, bạn không được ngủ trong lỗ như vậy. Mọi người đâu hết rồi? Diggit, cái gì vậy? Chạy, chạy khỏi đây đi. Đây là ví dụ đơn giản. Không hay rồi. Lên, bạn có nhìn thấy Amor đâu không? Không, mình không thấy. Nhắc mới nhớ, lúc nãy Layla cũng đi tìm chat ta. Tụi nó đi chơi ném banh với nhau cả giờ đồng hồ rồi. Chúng ta nên đi kiếm chúng thôi. Không biết có Bixie đâu mất rồi. Mình hy vọng chúng không gặp chuyện gì. Đầu của mình phải quay lại làm Pixie. Chính xác theo đúng kế hoạch. Làm Pixie. Phải quay về làm Pixie. Làm Pixie. Phải quay về làm Pixie. Lockhead kìa, con bé ở trong đó. Đuổi theo con bé đi. Truy cập bị từ chối. Truy cập bị từ chối. Cô ấy khóa mình rồi. Mình vẫn không hiểu đường thét na. Timmy, con gái thường không thể đoán được. Lúc thì họ thích bạn, lúc thì không thích. Thỉnh thoảng họ hành động giống như là không thích bạn để khiến bạn thích họ nhiều hơn. Mình nghĩ cô ấy thất vọng về mình. Có lẽ mình không phải là kiểu anh hùng như cô ấy nghĩ. Tất cả chúng ta đều là anh hùng, Timmy à. Chỉ là cậu chưa có cơ hội thôi. Mình chưa mất cô ấy sao? Cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội à? Chắc chắn rồi, mình có thể cho cậu mượn mấy bộ đồ để cạnh tranh. Không, cảm ơn, mình thích phong cách của mình rồi. Có lẽ bạn nên thay đổi kiểu tóc một chút. Stella đưa cái này cho mình, nó rất thần kỳ đấy. Không cần đâu, vậy ổn rồi. Xem xét địa chỉ liên lạc chưa? Ôi, không cần mà. Các em đây rồi, tụi chị rất lo cho các em đấy. Tụi em phải quay lại làm Pixie. Các em nghĩ sao vậy? Các em biết chúa tể Darkga sẽ theo dõi và hắn sẽ phát hiện ra ngôi lạ ở chỗ nào mà. Bloom nói đúng, sao các em muốn quay trở lại làng tha thiết như vậy? Vì tụi em muốn vậy thôi. Chỉ vì không hợp lý chút nào đi ghét. Chị không thích em nói vậy. Amor, không được làm những việc vô nghĩa này nữa. Tới đây đi. Không ạ, tụi em nhớ nhà, tụi em muốn đi. Pixie, đi thôi. Bọn chúng bỏ đi bằng được kìa. Tụi mình không thể để chúng chạy trốn. Biến hình đi, chắc thật Wins. Chị rất xin lỗi việc này. Chiếc lồng đó. Cha ta, chị không thể để em bỏ đi. Được rồi, quay lại đây đi. Ở đây tối quá, mình chẳng nhìn thấy gì hết. Chiếu sáng.
em đây rồi. Đừng chạy nữa được không? Chị không muốn phá hỏng đôi giày của mình. Locket, cô bé Pixie đáng yêu của chị đâu rồi? Bắt được rồi. Thả em ra, thả em ra. Xin lỗi nhé, chị không thể làm vậy cho tới khi em đi cùng chị Locket. Musa, bà có thể sử dụng rung động âm thanh để xác định vị trí của chúng không? Không được, cây nhiều quá, âm thanh sẽ phản hồi lại. Sao bạn không sử dụng mạng lưới của mình? Nếu đi kết hiện lên thì mình có thể tìm thấy, nhưng mình đã bị mất dấu giống bạn rồi. Các Pixie không đúng phép chút nào khi xa nhà lâu như vậy. Nhanh lên nào, mình sẽ tìm đường đi nhanh hơn. Được rồi, chúng ta đang ở đây. Mình có được vị trí của chúng rồi. Bắt được rồi nha. Tường rào. Thôi nào, chị không muốn làm hại em đâu. Chị Musa, chị bạo lực quá à. Chị xin lỗi, chị muốn giúp thôi. Quay lại Anfia đi. Phải đó. Thả tụi em ra đi. Bình tĩnh nào, mọi người ở đây hết rồi hả? Không phải, Pip đâu? Ôi không, bạn nghĩ Pip chạy trốn được rồi hả? Đừng lo, nó ở đằng kia. Nó bay được 10 mét trước khi nằm ngủ đấy. Cứ cười đi các nàng tiên. Sớm muộn gì các người cũng phải rơi nước mắt thôi. Ta đã đưa các Pixie đến nơi an toàn. Chúng ta sẽ có thêm thời gian. Nhưng có chuyện gì với chúng vậy? Chúng đã bị ảnh hưởng bởi bùa mê nhớ nhà. Nó ép buộc chúng phải trở về làng của mình. Ta tin Chúa Tể Dakar đúng sau việc này. Giáo sư Faragonda, cô đang che giấu sự thật về Chúa Tể Dakar và các Pixie phải không ạ? Còn chuyện của Red Fountain nữa. Phải có chuyện gì đó với khối đá mà nhóm Trish lấy cắp phải không ạ? Các anh hùng nói họ không được giải thích. Có chuyện gì vậy ạ? Thầy Saladin và tôi vừa phát hiện ra Dakar đang tìm kiếm Quaren, một thứ được gọi là bí mật của Codex. Đó là ma thuật ạ? Không hẳn, nhưng nếu Dakar có được 4 mảnh thì sẽ xảy ra thảm họa. Nhóm Trish đã lấy được mảnh đầu tiên của Red Fountain. Như vậy có nghĩa là Dakar đang kiếm một mảnh khác tại ngôi làng Pixie. Còn hai mảnh kia thì sao? Cloud Tower và Anfield. Như vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác trước bất kỳ hành động nào. Nhưng trước tiên chúng ta phải giúp các Pixie. Cách nào? Nhưng mình cách nào? Lum, em có nghĩ đây là cơ hội tốt để em thử nghiệm khả năng chữa lành bệnh của em không? Chắc chắn rồi ạ, em sẽ cố hết mình. Việc mình có thể làm cho bạn đây, Flora. Cái gì đây? Bài thơ à? Giọng nói em như gió lùa trên tán cây. Mái tóc như bãi cỏ xanh trong ngày nắng hè. Dễ quá. Tấm gương của các loài thực vật chính là... Suýt nữa là lộ rồi. Được rồi. Câu thần chú tinh khiết. Mortifer, Phalalis. Cứu với. Có chuyện gì với cuốn sách này vậy? Thật tội nghiệp, bà ấy nhớ nhà kìa. Chúng ta phải đưa bà ấy quay về làng. Chuyện gì vậy? Có người nào đó ở đây? Là ai vậy? Quan trọng hơn là hắn ta muốn gì từ tụi mình? Lum, vào đi nào. Cảm ơn cô. Em đang thực hành câu thần chú chữa lành bệnh nhưng hình như nó không hiệu quả. Cô hiểu rồi, đây là cuốn sách em sử dụng sao? Dạ, để tôi coi nào. Ôi, em lấy cuốn sách này ở đâu vậy? Ở thư viện à? Cuốn này không có trong thư viện của ta. Em không hiểu. Người nào đó sắp đặt chuyện này. Có lẽ đây là cái bẫy. May mà không có chuyện gì xảy ra. Ôi không.
Đây này, em cầm lấy đi. Đi coi tình hình các Pixie nhé. Hãy nhớ không được để chúng dẫn dắt ra tới mảnh Codex. Mình sợ quá. Tụi mình cần phải mạnh mẽ. Hắn tới rồi kìa. Nè, hắn giải thoát cho chúng ta. Chúng ta vẫn đang gặp nguy hiểm. Phải, trước tiên chúng ta phải quay về nhà. Chúng ta ở đó an toàn hơn. Chạy về nhà đi, Pixie. Minions. Milsa. Layla, bạn không sao chứ? Mình ổn. Nhưng sao bạn chạy vội vậy? Các Pixie trốn thoát rồi. Chạy thoát hả? Bằng cách nào? Kẻ nào đó để giải thoát? Mình chẳng muốn nghe vậy chút nào. Layla, bạn đã đi đâu vậy? Mình không có gì đâu. Đi nào, chúng ta phải đi bắt Pixie lại. Hơn nữa, Bloom đâu rồi? Bảy vẫn đang tìm cách để giải hóa câu thần chú. Không có thời gian nói chuyện phím đâu. Đi thôi. Nhanh lên, họ đang đuổi theo chúng ta. Tụi mình đã bay nhanh nhất có thể rồi. Nhưng Biff nặng quá. Để Amor và mình vác bà ấy một lúc. Flora, bạn có chắc mình đi đúng hướng không? Chắc mà. Các loại thực vật trong rừng biết hướng đi của Pixie. Trong khi bạn ở đây, có thể nhắc mấy cái gai rừng đừng xé rách đồ của mình được không? Để xem nào. Câu thần chú dùng để giải hóa sự buồn rầu và khát khao. Mình phải làm thôi. Không có thời gian để kiểm tra nữa. Nghỉ một chút đi. Bạn có nghe thấy gì không? Gì vậy? Mình biết rồi, chúng ta sẽ bị quái vật ăn thịt. Không, không phải vậy. Các em sẽ quay lại với tụi chị. Để mặc tụi em được không? Thôi nào các em, ngoan ngoãn chút đi. Được rồi, chúng ta theo cách khác. Mình biết mà, cuối cùng chúng ta cũng bị ăn thịt. Không đời nào, phép thuật quy. Chúng lại. Giờ ta sẽ hạ ngươi. Xong rồi. Flora, coi chừng. Đây, nhận lấy đòn này. Ngon lắm phải không? Trời ơi, nó có hai cái miệng. Hai hả? Hơn 20 cái đó chứ. Mình hy vọng không quá trễ. Đi thôi, họ đang bận chiến đấu. Chúng ta không thể bỏ mặc các chị ấy trong thời điểm này được. Nhưng chúng ta có thể quay về làm Pixie rồi. Phải đó, làm Pixie. Đúng vậy, như vậy thích hơn. Musa, bạn có thể ném con quái vật vào các lùm cây chứ? Để mình thử. Bắt lấy nó. Nghe lên Stella, phụ thuộc vào bạn đấy. Ôi không, không phải như vậy chứ. Hãy nói với mình nó sẽ không xảy ra nữa. Chờ chút, các Pixie lại biến mất rồi. Đôi cánh của tụi mình bị dính mấy thứ này rồi, chúng ta không thể đuổi theo. Âm thanh gì vậy? Nó đang tiến lại gần hơn. Hãy chỉ cho ta biết đường tới làm Pixie, mảnh Codex bí mật, và rồi các ngươi sẽ tiêu đời.
Bloom. Mình tới đây, nhanh nhất có thể. Bạn đã tìm thấy câu thần chú giải hóa chưa? Đây, cầm lấy rồi đi đi. Các cây đang nói. Hibisi gần tới nhà rồi. Bạn còn chờ gì nữa? Được rồi. Chỉ cho ta con đường bí mật đi. Flora, bọn chúng ở đâu rồi? Ngay phía trước đó, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng kia rồi, mình đã nhìn thấy chúng. Mình hy vọng nó hiệu quả. Mình phải thực hiện ngay bây giờ. Medicor, Desiderium, Incolumis. Được rồi. Chúng ta đang làm gì vậy? Tụi mình phải quay lại giúp nàng tiên một tay. Không, tài suýt biết được rồi. Bạn có chắc bài thơ đó viết về mình không? Nó chưa hoàn thành, nhưng còn ai nữa liên quan tới loài thực vật chứ bạn? Mình nghĩ bạn nên nhắn tin cho anh ấy, nói rõ cảm giác của mình. Mình không chắc chắn lắm, nhưng mình sẽ gửi một chút gì đó cho anh ấy. Lần này các người đã thắng, các nàng tiên. Lần tới các người sẽ không may mắn như vậy đâu. Trong tập phim tiếp theo, Musa gặp cha, một người anh hùng quý mến của ấy. Musa cảm thấy không thoải mái, vì vậy Bloom đã mời mọi người về nhà mình để động viên cô ấy. Nhưng Darcy đã lợi dụng cha để đặt bẫy các nàng tiên. Chúng tôi là Wiz, công chúa phép thuật, là những cô gái phi thường và là những người bạn thân với trái tim cùng chung nhịp đập. Chúng tôi là Wiz, những công chúa phép thuật phi thường. Những công chúa phép thuật phi thường, bay xuyên qua những vì sao, bằng qua núi và đại dương. Đó chính là chúng tôi. Wiz, những công chúa phép thuật, bay qua những vì sao, bằng qua núi và đại dương. Đó chính là chúng tôi. Wiz, công chúa phép thuật.